À, nhiều thứ quá. Còn con mà xây nhà được trên lưng mà bay bay á, con đó trước tiên phải đụng được cái con mà tôi nói. Bấm rồi mà tao. Đổ xuống lấy dầu một cái. Tôi muốn hai con đọc đọc Xuống lấy dầu một ôi còn hơn. Ông cần gỗ hay cây hay đá hay mấy tồi gì qua đây mình pha mà cũng được nè. Con cá sấu nó bơi lẹ không? Ông cần gỗ hay cây hay đá hay mấy tồi gì qua đây mình pha mà cũng được nè. Con cá sấu nó đâu, nếu 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 mà nặng hơn nó thì nó bơi không nổi thôi, tôi nghĩ như vậy. Đâu cái bờ bên kia không, nếu 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 mà nặng hơn nó thì nó bơi nhà không mình nổi bên bên đối diện á, ra biển cái ổng thấy nhà mình. cái bờ bên kia không Tôi tính qua đây kiếm và có cục đá đâu obsidian ra biển khác cái ổng không. thấy nhà mình. Mà Tôi tính ở đây chắc phải bay qua rồi. đây kiếm và có cục đá obsidian một khác không? Chơi dùm cho tôi đi cái cấp cơ bản. Tôi tính ở đây chắc phải bay rồi. Thế bắt laptop cũng dễ lắm, mà quăng bồ lan cái nó đứng cứng ngắc. Thế bắt laptop cũng dễ lắm, mà quăng bồ lan cái nó đứng Nó cứng quỷ ngắc. cá sấu bơi đúng lại không? Lấy cái xấu cái bơi qua cái lẹ lắm không? Nó quỷ cá sấu rồi đúng lại. Má nó quật đuôi có hai ba cái qua qua bên bờ đây. Ủa chế cùng gì? Gùa thôi, chứ cá sấu tôi thấy ngon rồi, gùa chứ không cần. Ông đem vô ông sửa cái
Còn mấy cái bản vẽ không? Ông xài nó như ông chế tạo nó được luôn không? Thay vì ông bỏ một mấy điểm ông học cái học nó thì ông ông muốn chế bao nhiêu mũi tên thuốc ngủ? Ông mồi tôi mồi nha, hay 20. Đâu rồi? Từ từ nè, nè tôi đưa ông trước luôn nè. Đấy, tôi còn làm mấy cái cung tôm nữa rồi xíu. Tôi qua chỗ con cá sấu tôi lấy thằng gỗ rồi nọ. Giờ nhìn lại nó xanh chứ không phải gọn. Tôi đã dám lại gần luôn. Ồ, tôi làm được cái gì nè? Biotoxin là gì không? Ông đậu của ông ở đây nè, ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Nè đồ ông đây nè, để tôi cất vô đồ nữa. Chắc nó về sau nó cần biotoxin. Vậy sao ông thủ sẵn cái cung tên đó ông bắn nó à? Tôi thấy ông giật giật người, tôi đâu dám lại gần đâu, lại gần sợ giật chung luôn. Nghe không nghe quỷ. Ủa, bạn còn không có con cá sấu à? Đâu hai con cá sấu con đâu? Ủa, mình còn có hả? Bạn còn có chưa? Đâu hai thằng là từ từ. Ôi nó ơi kìa lẻo quá. Thấy hương không? Lắc 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 à. Sắp ảo không à? Ôi lên bờ, đi bờ luôn hả? Chết mẹ nó quậy cắn mày rồi. Không. Chứ làm cái gì?
Ủa nằm ngấp hả? Ngấp hả? Nấp sao hả? Nằm vậy thôi? Ủa nằm xuống kìa. Con kêu nằm hay nó nằm? Dừng không chạy. Nó căng cái sao kìa. Kiếm. Căng. Sao cái đầu nó nhỏ hả? Nhỏ đâu nhỏ. À, cái mỏ nó ăn không? Ăn thịt không? Ui. Ăn sao? Ăn khủng long con hả? Khủng long mày cắn thịt rồi phải không? À. Ui nó cắn con của con kìa. Chết chưa? Chết rồi. Ăn thịt luôn. À. Vậy bị lạnh không? Đồ má thân chậm sao đồ sinh hoạt cái giò mà phải chia cơm mày lại nè. Nè. Gấu mày lấy gà, cha lấy gà. Đây qua đây, qua đây. Quay lồn chuột hai. Bấm chuột phải một cái nó cắn nó xoay người luôn chứ mới ghê. Chế là chế gì chế gì chế cái bảng hả? Đúng rồi đúng rồi. Với để cái campfire nữa này ngon. Để coi chế được cái barachui luôn. Betra nó làm được nè. Ông nhớ cái con mà cái lưng nó gai gai không? Cái con sao ta? Là con đó mình nó farm còn hơn cả con ba sừng của mình luôn không? Còn không để tôi kiếm nguyên liệu phục ra. Má còn bắt cái con mà xây được nhà trên lưng đó mà bay trên không trung phải không? Má
có nhiều cách bắt ghê luôn á. Ông kia ông lấy con chim mà ông bắt cái con bọ cạp á, cho lại gần chích chích cho con đó nó gắt vô rồi con bọ cạp á, nó chích con đó, cái con đó bị độc cái nó bất tỉnh là rất là xem mình luôn. Còn vậy sao phải chế cái đồ mà đồ cái dây móc á, bắn vô con chim rồi nó móc nó bay lên dí theo con đó mà bắn cái con dưới cục tinh. Mười metal ingot trong này có, tôi farm nhiều metal lắm. Chắc kỳ này không kêu con chim đi theo quá. Xuống kìa. Thôi. Sao có tình mẹ gì mình hấp mẹ một con rồi sợ đéo gì. Miếng gì nha? Là sao? Miếng gì? Ở đây là gì đó? Ủa đồ hết hả? Hay vậy? Tôi chuẩn bị đây được mà. Ông gỡ tôi bỏ vô trong cái con bò một á ông. Ông thổi, ông vô cái con bò một á. Farm strawberry. Ôi, tao nhầm. Vô đây. Cái gì? Gì khe cái gì? Đúng rồi. Thank you.
Thôi quên má ơi chết bà. Đúng nhầm rồi. Má hết hồn. Tự nhiên bỏ một 88 cục Civic Camper. À, có hai cái tủ trong cái hộp nhỏ đó không? Xong làm hai bàn kìa không? Một món kỳ này tôi sẽ nâng oxygen. Với lại tôi thủ chắc tôi thủ cái bed á, cái giường ngủ trên đây nè, thì lỡ chết spam ở đây luôn. Tìm một crystal không biết được. Cái đầu ăn thật không? Ăn chưa đói. Ăn lòm thì quá. Dạ chị cho mày hổ kìa. Được thì ông bỏ một số cái metal pin cốt á để lên trên cái bàn này luôn đi ông, để có gì sửa. Ủa cái bàn rồi.
cu nó đẻ trứng nè ông. Ui phải lồn. Cu nó đẻ trứng nè ông. À, con này đẻ trứng nè ông. Con chim nó đẻ trứng nè. Ui phải lồn. Cu nó đẻ trứng nè ông. À, phải lồn, con này đẻ trứng. Con chim nó đẻ trứng nè. Lồn con này để trứng. Con chim nó để trứng nè. Lồn con này để trứng. Con cái con chim mình á, con level cao nhất luôn. À, cái con beta chronodon đó không? Giờ ông lấy gì? Tôi gom trên người ác thịt thì mình chỉ cần bắn nó cái chết tươi nè. Sợ hư hư đồ nè, mình bị hư cái nỏ không có mê tội in có đâu mà mình xem mê tội in có thì còn có một cái gì ta. Ừ, bạn chế á. Ừ. Ông bỏ vô bàn làm việc trên đây nè. Đó, để lát cái gì mình sửa trên đó. Tôi cắt ăn nữa, tôi lấy, tôi xây cái giường ngủ trên đây. Tôi đặt trên đây luôn. Đó. Cái gì tôi đặt trên đây, cái gì tele gần đây. Giường xịn nó xài cũng có một lần được không? Đây nhà tôi xây cái giường xem. Ờ thì thôi. Trời má ông làm có lý quá ha. Cắm xe đốt đây. Tắt đi, trời sắp sáng rồi. Đồ ăn chi không? Lát mình đi gặp mấy con nhỏ nhỏ mình giết cũng có đồ ăn vậy. Đâu mấy thịt nó hụt, ông không khó giết kìa. Được.
rồi lấy đâu? Đồ má tôi sợ lạc đường lắm nha. Chưa chị tin thấy mấy con bò giết đó. Thôi không, đồ má mất nó chết má uổng vải lồn luôn á. Mình vậy đi vòng vòng đi, có con gì sao gì ô đó mình ở đây à. Giờ thử đi qua đảo kia có gì mới không? Đây, Megalodon. Tôi có đem theo trong người kéo mang hay gì nữa. Ông có lấy cái đồ nấu không? Còn đây cái gì? Ý tôi là cặp bánh đây là leo lên trên đảo này coi có con gì mới không à. Megalodon cái gì? Hai con luôn. Tôi đang dừng trông lên tôi thấy ông đó, lần sau cẩn thận hơn đó không. Tôi có thịt sao có lên đảo này không? Lên thử coi có gì không. Ừ.
to, đá to. Chế Ebola được không? Chị kia nó thấy chưa má, quyết định đúng đắn luôn, đụng nó nhàn cái easy money. Tôi học rồi, để chế sao mà nó to, nó to đâu ta. Tôi thiếu nước, tôi lấy nước một cái. Đâu rồi? Đang đâu? Chỉ có tôi thôi à. Tại ông mà có chết thì ông hồi sinh gặp tôi chứ không có thấy mẹ rồi. Nguyên một đặc luôn. Nghe cái thiện nè. Vừa mất chắc rồi. Giờ gán lụm đồ để chạy thôi. Còn không, ông ghé ông lụm đồ của tôi đi. Ông có chết thì ông cũng tè le gần tôi rồi. Nhưng mà ít ra ông bị văng về chỗ kia. Sao rồi, nó còn đó không? Nó hay còn đó kìa, cái mày ơi. Ông chạy nó qua kìa. Thank you.
Thành ra anh sẽ yêu cho tôi liền. Hồi nãy như hồi nãy thì còn ấn từ xa rồi. Giờ chơi cùng sao không được. Về má lấy bô la chối bắn thôi sao giờ. Độ lại nhảy nhảy nữa phải không? Tôi đéo biết đường về đó. Phải không? Như đi thẳng mà. Hôm nay lấy cá sấu ra quặp cho tè cho nó hết. Rồi dòng ra. Đâu má mình mò cứ lúc nào hả tạm mình cái má biết vậy tôi đứng yên chỗ mà lại bị khát nước. Dạ mình đúng rồi. Đồ mặt đỏ đi. Ông với tự chế bô la xong rồi. Hai bộ. Để tôi qua tôi lấy đồ supply coi có bớt hay có nguyên liệu gì không.
tôi qua tôi lấy cái supply. Tin ê ê ô má, con này nó cho đồ nào không? Ôi đã quá. Cho cái dù, cho 19 cây cung ngủ, 42 cây cung thường, với lại cái đồ nhắm. Xa nè, đâu rồi? Không không, cái đó không cần gắn súng, không nhắm, không không coi từ xa được. Ừ, còn không tôi cầm cũng được. Ừ. Ừ, tôi khó bao tay. Chị tin nữa. Chế rượu thường
Ừ, chắc tôi phải chế cái nó này. Chưa mới phải tôi nấu mê tổ. Bỏ vô đâu? Cũng chơi bộ la luôn rồi. Xong chưa? Còn Megalodon đây. Đồ mà được phải giúp nhất nha. Wow, đắt to cái chiều, cái mỗi đứa có một chiều hiện phải lộn. Hình như có con ở đâu đây nè, đợi xíu, tôi có ống nhìn từ xa để tôi coi. Chỗ này nè, mình chết nè.